năm 1876 ở một ngôi biệt thự thượng lưu tại Poitiers, Paris. Tiếng thì thầm to nhỏ của một cô gái đã vô tình mang đến một bầu không khí u ám và đầy ảm đạm. Tiểu thư Blanc đang yên lặng đọc sách dưới ánh mắt giám sát nghiêm khắc của mẹ mình và Louis Morner. Nhà Morner là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc ở Paris. Ông Emile Morner, người chồng quá cố của bà, từng là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng ở địa phương, là người được nể trọng nhờ vào những đóng góp hào phóng của mình cho thành phố lúc bấy giờ. Bản thân quá phụ Louis cũng nhận được một giải thưởng lớn nhằm tôn vinh công dân có những đức tính tốt đẹp, cao quý. Với tính cách khá cứng rắn và gia trưởng, những kỳ vọng và toan tính của bà dành cho các thành viên khác trong gia đình là không thấp. Nhưng điều đó không vì thế mà làm giảm đi vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ của Blanche. Cô là một cô gái vui vẻ với mái tóc xoăn tuyệt đẹp và đôi mắt to tròn rạng rỡ. Blanche ngày đó hăm hở và liều lĩnh trong việc tìm kiếm một tình yêu đích thực cho mình, vì cô không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô đã gặp và yêu một chàng luật sư nghèo không có tiền tài và danh vọng, trái ngược hoàn toàn với mong muốn của mẹ cô. Vì sợ mẹ phát hiện, Blanche đành gặp gỡ người tình trong bí mật. Người trong thị trấn còn đồn rằng Blanche thậm chí đã có thai với chàng. Cuối cùng, tin đồn cũng tới tai bà Louise. Một ngày nọ của năm 1876, mẹ của Blanche bắt đầu nói với bạn bè mình là con gái bà đột nhiên mất tích vào giữa đêm và không để lại dấu vết nào. Bạn bè thân thiết và cả chàng luật sư cũng không biết cô đi đâu. Trước mất mát này, bà Louise và con trai đau khổ vật vã suốt một thời gian. Ngày 13 tháng 5 năm 1901, một lá thư nặc danh được gửi đến đồn cảnh sát Poitiers rằng một phụ nữ đang bị giam giữ tại số 21 đường De La Visitation. Cảnh sát bị sốc khi đọc thư vì địa chỉ trong thư là nhà của quá phụ Louis Morner và con trai Marcel Morner, hiện thuộc ban lãnh đạo của thị trấn. Nhưng sau cùng họ vẫn quyết định đến nhà để điều tra. Khi gõ cửa, không ai trả lời. Mặc dù họ nghe thấy có sự chuyển động ở bên trong và nhìn thấy màn cửa rung chuyển khi bà Louise liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Người trong nhà từ chối mở cửa cho cảnh sát nên họ đã quyết định đẩy cửa xông vào. Họ lùng sục khắp ngôi nhà nhưng không tìm thấy gì. Bỗng một mùi hôi khủng khiếp bốc xuống từ tầng 2. Cuối cùng họ phát hiện trên gác mái là một căn phòng bị khóa kín bằng một ổ khóa rỉ sét. Khi cửa phòng được mở ra, cảnh sát gần như phát nôn bởi mùi xú ế nồng nặc tỏa ra từ căn phòng ẩm thấp và tối đen như mực. Trước sự sững sờ của họ, giữa đống rác thải ngổn ngang, một người phụ nữ với thân hình lấm lem, gầy trơ xương, đang nằm trên một chiếc đệm mục nát. Cô nheo mắt tỏa ra điên loạn và sợ hãi khi gặp ánh sáng. Trong một bản báo cáo, một sĩ quan cảnh sát đã viết: "Chúng tôi lập tức ra lệnh mở cửa sổ. Điều này rất khó khăn, vì từ những tấm màn cũ kỹ, tối tăm, rơi xuống một trận mưa bụi lớn. Để mở cửa chớp, cần phải tháo chúng ra khỏi bản lề. Ngay khi ánh sáng chiếu vào phòng, chúng tôi nhận thấy, ở phía sau, một người với đầu và cơ thể được che bởi một tấm chăn bẩn thỉu. Người phụ nữ được xác định là Mademoiselle Blanche Morner. Người phụ nữ xấu số lúc đó nằm hoàn toàn trần truồng trên một tấm đệm rơm bốc mùi. Trên da cô ấy, một lớp vỏ dơ cứng được hình thành từ phân, những vụn thịt, rau cá rơi vãi và bánh mì thối. Chúng tôi cũng thấy vỏ sò và dòi bọ lõm ngõm bò trên giường của cô. Mùi xú ế trong căn phòng nồng nặc đến nỗi khiến chúng tôi không thể nán lại lâu hơn để tiến hành điều tra."
Sự thật là trong 25 năm, Lan chẳng hề mất tích đi đâu cả mà bị giam giữ bởi mẹ và anh trai ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ở căn phòng tối ngợp không có một ô cửa, Lan không được tiếp xúc với ai ngoài mẹ, anh trai và người giúp việc thỉnh thoảng đến bức cho cô ít đồ ăn thừa. Ngay cả sau khi người yêu cô qua đời vào năm 1885, cô vẫn tiếp tục bị giam giữ. Thì ra, sau khi biết tin và Louise đã cấm Lan gặp lại người yêu, cô không đồng ý. Bà cùng con trai lên kế hoạch nhốt cô lại và cho rằng cô sẽ nhanh chóng thay đổi ý định. Nhưng năm tháng dần trôi qua, Lan vẫn kiên quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Hơn 2 thập kỷ bị giam cầm, người con gái tội nghiệp ấy chỉ nằm một chỗ, ăn ngủ hay đi vệ sinh cũng là ở trên giường. Địa ngục trần gian tối tăm ấy chẳng cần có thêm chút bạo lực nào cũng đủ biến một bông hoa xinh đẹp một thời thành một người như điên như dại. Lan nhanh chóng được quấn lại trong chăn và vội vã đưa đến bệnh viện Hotel Dieu ở Paris. Quý cô Lan giờ đây đã 52 tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn gần 25 kg, hầu như không thể nói chuyện. Thời điểm cấp cứu, cô bị suy dinh dưỡng nặng, thỉnh thoảng bị hôn mê và mất ý thức. Các bác sĩ nghĩ rằng cô sẽ chết vì cô quá yếu. Một ngày sau khi phát hiện ra Plant, quý bà Louise Moyne bị bắt giữ và 15 ngày sau, bà ta qua đời vì một cơn đau tim. Anh trai cô, Marcel, được đưa ra xét xử một mình với tội danh là đồng phạm và bị kết án 15 tháng tù. Anh ta lập tức kháng cáo và chứng minh rằng Plunk bị bệnh tâm thần. Đây chính là lý do hai mẹ con họ nhốt cô lại. Anh ta cũng cố gắng tuyên bố rằng cô thậm chí chưa bao giờ muốn trốn khỏi căn phòng. Điều này được cho là không đúng sự thật. Theo mô tả, cánh cửa sổ duy nhất của căn phòng bị một miếng gỗ lớn che lại, phủ thêm hai lớp màn dày tối màu. Một nhóm cảnh sát phải dùng cờ lê và búa để cạy miếng gỗ và gỡ lớp màn xuống. Không cách nào mà Blanche yếu đuối và đối khác có thể tự mình làm điều đó. Một số nhân chứng tại tòa nói rằng họ thường nghe thấy những tiếng la hét và nài nỉ, bao gồm những từ ngữ rõ ràng như cảnh sát, lòng thương hại, tự do. Tuy nhiên, sau phiên tòa phúc thẩm, anh ta được tha bổng và ra tù trước sự sững sờ của đám đông. Sau khi câu chuyện của Plunk được chính thức công khai, một làn sóng phẫn nộ đã dấy lên trong dư luận. Nhiều người giận dữ tập hợp trước dinh thự nhà Moyne đòi lại công lý cho tiểu thư bất hạnh. Trong cuốn sách viết về cuộc đời của Plunk có ghi rằng mẹ cô đến trước khi chết đã thay đổi di chúc, để lại toàn bộ gia sản cho con gái. Có người nói bà cảm thấy quá tội lỗi và hối hận về những điều kinh khủng mà mình đã gây ra. Blanche dù được tự do, nhưng những chấn thương tâm lý mà cô phải chịu quá nặng nề, khiến cho cô không bao giờ có thể trở thành một người bình thường được nữa. Cô cũng không còn nơi nào để đi, và cô chắc chắn không quay lại với anh trai mình. Cô qua đời tại bệnh viện tâm thần Cloyes năm 1913, tròn 12 năm sau khi được giải thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian, tại chính ngôi nhà mà đáng ra cô phải nhận được tình yêu thương vô hạn. Liệu có ai từng nói với Blanche, hoặc thậm chí cô có nhận thức được rằng người mà cô yêu thương đã qua đời mà không biết được những gì đã xảy ra với cô? Danh tính của người gửi thư nặc danh đến nay vẫn luôn là một bí ẩn.